Hello Lù xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục diễn biến tập 1098 One Piece. Báo Lucy dẫn quân tới tiêu diệt tiến sĩ Vegapunk. Sau khi lúc phi cứu Vegapunk ra ngoài ông đã kể về sự tích cái đầu bự trà bá của mình. Thì ra ông ta đã ăn trái ác quỷ não não. Điều này giúp cho ông ta có thể lưu trữ một lượng lớn kiến thức rất nhiều lần người bình thường. Mỗi khi kiến thức càng nhiều thì đầu ông ta sẽ càng to theo. Nhưng một điều thú vị là ông ta không bao giờ mang não của mình theo. Giống với câu nói của thầy tôi mỗi khi dò bài em bỏ quên não ở nhà rồi hả? Lúc phi liền cho rằng Vegapunk giờ đã bị ngu vì tự cất não của mình. Trước điều này Vegapunk trở nên tức giận vì thiên tài không thích bị nói ngu. Nhưng Vegapunk thì khác ông ta đã cất chữ não của mình ở phòng nghiên cứu. Vegapunk liền chỉ chiếc anten giống quả táo trên đầu mình là để kết nối tín hiệu từ xa. Vegapunk còn nói lý tưởng của ông là muốn cho tất cả mọi người truy cập vào não của mình để ai cũng có thể trở nên hiểu biết như ông. Lúc này Bonnie trở nên tức giận bởi vì cái lý tưởng đó mà đã khiến cha cô trở thành robot. Bonnie đã rút kiếm laser và ham dọa sẽ kết thúc ông. Vegapunk liền nhắc nhở vũ khí đó là hàng bị lỗi nhưng Bonnie vẫn không tin kết quả cô đã bị một đám bọ tấn công. Bên trong phòng lát thì nhóm của Sanji cũng đã vào bên trong phòng điều khiển và thấy được nhóm Luffy. Luffy bên ngoài cầm con bọ lên và bảo Bonnie xem con bọ bự trà bá của cậu. Lúc này Vegapunk giàu dĩ vì ông biết Bonnie muốn giết mình nhưng giàu hơn là một trong những thí nghiệm lỗi đã cứu ông. Vegapunk hỏi mọi người từ Wano đến có thấy con rồng nào giống Kaido không? Luffy liền nói ông đang nhắc tới Momo à đúng rồi nó đã ăn một trái ác quỷ lỗi của tôi. Luffy liền nói tôi thấy Momo khỏe lắm nó còn phun được lửa không khác gì Kaido chỉ khác là rất mê gái và khi hóa rồng thì màu hồng thôi. Vegapunk buồn đập đầu vào đống rác bởi vì đó là sự thất bại để đời của ông ta. Jinbe cũng hiểu vì Vegapunk là thiên tài theo chủ nghĩa hoàn hảo. Luffy liền nhảy lên con robot và nói ông làm ra nó thì cho nó di chuyển đi. Vegapunk nói ta e rằng cậu nhầm rồi. Đây là người sắt khổng lồ huyền thoại đã tấn công vào thánh địa Mary khoảng 200 năm về trước, nhưng nó đã được tạo ra từ 900 năm về trước nữa. Lúc này phía bên ngoài SG thuyền của CP không đã tới. Mục đích của Lucy tới đây tiêu diệt Vegapunk là phụ nộp mạng cho Zoro mới là chính. Lúc này bên dưới sau khi nghe Vegapunk kể con robot rất mạnh thì Luffy liền kêu nó bắn tia laser chiếu chiếu cho mình xem. Thấy nó im lặng nên Luffy dùng tay mình đập vào đầu khiến Vegapunk sợ bị hỏng. Jinbe hỏi người sát tấn công Mary vì lý do gì? Vegapunk nói ta cũng không biết. Nghe nói nó đã dí bọn thiên long nhân chạy tán loạn trước khi hết năng lượng nên cũng không gây ra bất kỳ thương vong nào. Dù sao thì ta cũng tin rằng các nhà khoa học thời đó đã hoàn toàn sốc bởi một công nghệ tiên tiến như vậy. Jinbe nói dù là 200 năm thì nó vẫn là một sự ngạc nhiên cho Pearl thì nghĩ rằng cho nó ngủ luôn thì tốt hơn. Không ai trong số họ có thể biết nó đến từ đâu hay mục đích của nó là gì. Dường như chính quyền thế giới đã ra lệnh tiêu hủy nó. Nhưng những nhà khoa học thời đó vì tò mò nên họ đã giấu nó ở đây mà chính quyền không hề hay biết. Luffy liền bay xuống và bảo Vegapunk ông nhanh sửa con robot để tui biến thành siêu nhân. Vegapunk liền đánh lạc hướng khen bọn họ mò tới nơi đây giỏi thật bởi vì từ thị trấn tới đây thì lối vào bên trong giống như một bức tường. Lúc liền nói tôi bị lạc vô đây vì bị Bonnie biến thành một ông già sắp chết. Bên kia tại phòng lab mọi người đang quan sát con robot của nhóm Luffy. Robin cũng không thể ngờ rằng 200 năm về trước là khoảng thời gian phong trào đấu tranh đòi quyền tự do của người cá bắt đầu. Saka nói năm đó vương quốc Ryugu đã liên kết với chính phủ được phép tham gia vào hội nghị Reverie. Con robot đó đã tấn công vào Mary vào lúc đó mà không ai biết kẻ đứng sau. Frankie không thể tin con robot đó đã trèo qua cả xích tuyến Redline. Saka nói khả năng lớn là vậy ta đã tạo ra Vega Fox không một dựa trên những gì đang nghiên cứu được từ nó. Nhưng có một thứ mà tôi không thể tái tạo lại được. Frankie bất ngờ vì cũng có thứ mà cả Saka cũng không thể tạo ra được. Saka nói đó là nguồn năng lượng trong quá khứ họ đã từng sở hữu, nguồn năng lượng đó khiến công nghệ của chúng tôi phải bó tay. Lúc này Nami nói dù thế nào thì khi biết Luffy không sao là tốt rồi mà cô gái đó là ai thế. Usopp nói đó là Bonnie một nữ hải tặc. Sanji thì cứ tưởng Bonnie gặp lúc trước chỉ là một cô bé. Bên kia Vegapunk tự nhiên thấy có lỗi Bonnie rất nhiều. Luffy liền tức giận chỉ tay đúng thế ông nên quỳ xuống xin lỗi đi ông già khiến Vegapunk tức giận. Có một thứ ta phải trao trả cho cô bé dù sao thì ta cảm thấy dường như đó là định mệnh đã đưa cậu đến đây. Hôm nay lúc phi mũ dơm liệu tôi có thể nhờ cậu đưa tôi ra khỏi Edget này không? Lúc này phía bên ngoài Edget thuyền của CP không họ tiến vào thì gặp bọn hải quái. Lucy liền ra lệnh chuẩn bị đạn pháo bắn bất cứ lúc nào, CP không thông báo yêu cầu được cập vào cảng. Lucy ra lệnh khai hỏa bắn hạ một con hải quái vì nó không được nuôi dạy đàng hoàng. Một tên thuộc hạ tới báo cáo đã phát hiện Bonnie cũng đang ở trên đảo. Lucy ra lệnh Bonnie đã không còn giá trị lợi dụng nên gặp thì sẽ loại bỏ ngay. Lúc này băng 04 cũng đã đi vào thông báo với Saka có tàu chính quyền xuất hiện. Nếu chúng phát hiện ra chúng ta chứa chấp hải tặc thì sẽ không xong. CP không muốn gì ở chúng ta mà sao lại có Rob Lucy đến đây. Băng không hai cười và nói cứ giao nộp mấy cái tên khốn này đi dù gì thì Lucy đó cũng là một tên sát thủ. Nghe xong thì Usopp và Nami trở nên hốt hoảng. Usopp bảo Saka khóa cửa đừng cho chúng vào. Sanji thì méo sợ nói với Robin dù tên đó có tới bao nhiêu lần thì tôi vẫn bảo vệ cô. Saka không một nói bảo chúng nộp lại Seraphim rồi biến đi chúng ta từ chối yêu cầu cập cảng của chúng ta không nghĩ là bọn mật vụ chính quyền sẽ nhẹ nhàng chấp thuận nên hãy chuẩn bị chiến đấu nói tới đánh nhau thì pang không hai khoái không chịu nổi nữa bên kia tại vương quốc kamabaka đã có một thông báo tới đờ Ra gon kuma đang có hành động bất thường Linh bốc cố gắng ngăn cản kuma chẳng nhẽ ông ta còn bị hải quân kiểm soát qua la gọi kuma đừng đi nhưng kuma mặc kệ vẫn chạy đi và liên tục vấp ngã khiến mọi người rất lo lắng đờ gia gon cũng đã kêu rát cả cổ nên cũng đành bất lực Ivan nói hãy ở lại Kuma chúng ta còn đang chiến đấu quân cách mạng chỉ mới bắt đầu thôi. Nhưng cuối cùng Kuma chạy tới bờ biển đã dịch chuyển và biến mất. Bây giờ thì cả quân cách mạng đều bất lực chứ không riêng gì long ca nữa. Lúc này tại S-GET 04 cảm ơn CP không đã vất vả đem gửi trả lại Seraphim. Nhưng S-Gấu có thể tự mình tới đây tôi rất tiếc khi không thể đích thân đến đón tiếp vì công việc quá bận rộn. Phiền các vị hãy ra lệnh cho S-Gấu trở lại đảo xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này Lucy đã xác nhận Vegapunk đã nghi ngờ bọn họ. Các cô giả vừa nói vì chuyến quá xa nên muốn vào uống trà cho ấm. Băng không bốn liền nói G14 cách đây không quá xa hãy đến đó mà uống. Thấy vậy Lucy liền lấy ốc sen truyền tin và nói Vegapunk liên quan tới những vụ mất tích gần đây ở Edget. Lucy nói hai tháng trước một tàu CP5 đã mất tích. Một tháng trước thì một chiếc của CP7 và chỉ mới hai tuần gần đây thì tới tàu CP8 vì sao không có lấy một chiếc tàu nào quay trở về sau khi ghé thăm ông trong hai tháng qua băng không bốn lúc này bất ngờ sao cơ chúng tôi có thể đảm bảo tất cả ghi chép đều đã xác nhận những con tàu đó an toàn xuất bến lúc này băng không hai liền trở nên tức giận ngươi muốn nói bóng gió gì hả mau nói phút ra đi tôi sẽ cho các anh vào đây xem dù gì thì chúng tôi cũng không thể tiếp các vị mau biến đi lucy nói tốt thôi hiểu rồi và hắn đã cúp máy kaku hỏi giờ sao đây lucy nói ta không còn lựa chọn nào khác còn bên trong bãi phế liệu Luffy rất tò mò khi Vegapunk lại muốn đi theo họ. Vegapunk giải thích đúng là thế và tôi luôn sẵn lòng tiêu từng đồng Belly mà chính phủ đã tài trợ đến giờ để nghiên cứu. Điều đó không hề thay đổi đầu óc tôi vẫn luôn tràn ngập những ý tưởng, nhưng thật không may tiền bạc vẫn không đủ. Tôi kiên trì bởi tôi muốn thay đổi thế giới bằng khoa học của tôi. Tôi muốn tạo ra một thế giới mới tất cả mọi người cùng được hưởng nguồn năng lượng miễn phí. Thấy khuôn mặt của Luffy thì Vegapunk liền nhận ra cậu vẫn chưa hiểu. Jinbe nói các quốc gia luôn gây chiến vì các nguồn tài nguyên thiên nhiên để tạo ra năng lượng. Vegapunk nói chính xác bọn chúng ngu ngốc như thế đấy. Mọi người có thể cảm nhận quanh chúng ta có bao nhiêu là nguồn năng lượng. Thế giới sẽ đầy áp năng lượng nếu các nguồn năng lượng nếu chúng ta chuyển hóa thành sức mạnh hữu hình. Chúng ta sẽ không bao giờ chứng kiến những cuộc xung đột nổ ra vì nó. Ta chắc chắn khoa học một ngày nào đó sẽ hiện được hóa điều đó. Lúc phi lúc này thì vẫn nguyên một khuôn mặt khó hiểu đó. Tôi thì không có hứng thú mặc dù tôi là một người hùng nhưng tôi không hiểu vì sao ông lại muốn bỏ đi. Vegapunk nói việc tìm tòi về năng lượng đã đưa tôi tới gần nguồn năng lượng cổ đại cung cấp cho con robot này. Bản chất tò mò của một nhà khoa học đã thúc đẩy ta tới việc tới thế kỹ trống. Sau cái chết của một người bạn thân thiết ta cảm thấy mình ngày càng lúng sâu vào nó. Lúc này bên ngoài bất ngờ có một vụ nổ. Vegapunk liền nói tóm lại ta đã biết quá nhiều và giờ chính quyền muốn xóa số ta như Ohara vậy. Tiếp tới tập 1099 Nếu loạn thế này thì hẳn là CP không tới rồi bọn chúng thuộc cấp trực tiếp của Thiên Long Tinh. Lúc tò mò sao không phải là CP 9 Ajinbe à, giải thích CP không là đội đứng trên tất cả. Thiên Hạ đồn rằng những thành viên của chúng là những kẻ gieo rắc tai họa. Bên kia mới lên hòn đảo Kaku đã rất thích thú vì đây đúng là một thành phố tương lai. Những nhân viên trên đảo khi nhìn thấy CP không thì rất bất ngờ cứ tưởng bọn CP không mặc đồ màu đen chứ sao chúng không đi qua cảng như bình thường. Nè mọi người đã nghe tới chuyện có hai con hải quái vũ khí hóa bị hạ gần bờ biển chưa? Đừng bảo chúng là bọn xâm nhập đó chứ. Bên kia Pang04 nói với Saka CP không đã lên đảo rồi Saka cũng không biết vì sao chúng lại lên đảo được. Usopp nghe vậy thì rất là sợ hãi còn Nami thì rất tức giận vì Lucy chính là người xấu xa tệ hại nhất quả đất. Pang04 nói chúng hẳn đã nhận ra lũ hải quái sẽ nghiền nát tàu của chúng sau khi khước từ yêu cầu rời đi của chúng ta. Nên chúng thuận theo đó rồi sử dụng S gấu để đổ bộ chúng đã sử dụng năng lực S gấu để hy sinh tàu cho thấy quyết tâm chiến đấu của bọn chúng. Xem ra chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác rồi. Saka liền ra len tán tất cả nhà nghiên cứu và công nhân. Atlas quay trở về phòng thí nghiệm chuẩn bị khởi động các seraphim. Chúng ta sẽ triển khai S rắn S diều hâu và S cá mập trao quyền chỉ huy đó cho Sentomaru. Bên dưới Vegapunk nói giờ thì cậu sẽ đưa ta ra biển chứ ta sẽ không làm mất thời gian của cậu đâu. Luffy nói chúng tôi đâu phải đi du lịch đâu ông già, sự biến mất đột ngột của ông nhất định sẽ được xem như là một thảm họa. Mà tôi sẽ chấp nhận vì cái đầu ông trông vui lắm. Chopper phía sau liền hết hồn vì quá trình xét duyệt của Luffy quá nhanh. Vegapunk nói vậy ta sẽ lên trên đó nơi này sẽ sớm biến thành một bãi chiến trường. Các cậu không phiền mang Bonnie theo lên tầng láp trên mây được chứ? Ok, tất nhiên không vấn đề vậy thì hẹn gặp lại trên đó nhé. Nói xong thân thể Vegapunk bắt đầu mờ dần và biến mất điều này khiến Luffy và Chopper bất ngờ. Công nghệ làm đầu óc của bọn tôi dối như mì tôm. Thế là tập 1098-1099 đã hết hẹn gặp lại các bạn vào chủ nhật tuần tới trên kênh của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình.